Hôm nay cả nhà là happy birthday cho chú 11. Nhà nghèo con đông nhưng happy toàn là cà rốt với lại celery không à. Tạm thời vậy đi. Nói gì đi. Happy birthday rồi. Happy 11. Năm mới chúc và bớt điện chúc. Trời, happy birthday 11 năm mới. Lộn. Đúng rồi, tuổi mới. Bớt đèn chút. Bớt bớt happy birthday 11. Bớt xe áo một chút. 7 6. Nhiều hơn chứ mày. Happy birthday 11. Dạ có nhiều hơn, chúc đi. Chị bảy, cho xin vài chữ thôi. Hả? Chúc có xe áo nhiều hơn. Đẹp. Ngày phát lết. Đâu phải nói nào. Chúc nó có người đẹp. Cho xe. Tao tắt xong tao xử với mày. Chính ơi Chính. Hà nhớ. Ajinomoto. Ajinomoto hai. Happy birthday 11. Chúc 11 và năm mới ít xé áo mà làm việc gì có ít hơn. Mày bắt cái máy đó bây giờ là sao? Ê, đi quay nó ở chuồng chút phút đê kì á. Năm nay mắc không á. Mấy máy dòng ngàn á chú. Happy birthday 11, chúc 11 sống lâu trăm tuổi. Sống cả đó hình quỷ à. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday 11. Ở đây 11. Ở đây. Ở Happy day là suffer lên. Sexy and I know it. Để xuống. Vậy rớt các cái là xong luôn. Chính đang nóng tuần thần nữ dung ngủ lên kỳ. Mà chính không có dân. Sao đây? Cái một bài hả? Chính. Hi. Ngủ quên mày đâu có phép kêu là. Cắt đi, cắt đi 11 rồi lát dớt em cho nó bỏ. Ba khó có bánh hình vuông dẻ mà bự lắm luôn vòng tròn rồi mấy cái cột nữa cho anh cắm cột bốn cột nữa mới đẹp chân gì chân tròn là sao vậy là sao 11 lát đem nó về rửa tối nằm chơi nó mười một tu thành bự bé lớn mà bự hơn nửa sân này có nửa sân rồi chứ không rổ vậy đó trời ơi nhóm công nhận nam 11 đảm đang ghê mày em với chị em ăn đi chị này em ăn nghe chị rồi bạn kêu tía bạn nhưng mà bạn đang để cái mồm bạn vào cái nổ tai mình đấy bạn bạn kêu to quá cắt nhỏ thôi 11 ăn đi ăn được nào ăn đây các bạn đang thưởng thức bánh nha. Ê, chúng ăn kem nữa, anh làm red kem cho nên chính rồi. Okay. Má đổi lẹ kìa. Ủa, quay phim nè. Chính ơi, cho năm anh bóc mà chính. Bánh ngon em, bánh ngon, bánh ngon. Hàng vô rất kìa bánh kem của em. Em xin lỗi anh, em sợ chị bậy. Nè, cái người đẹp nhất nhà mà đi trễ nhất nhà đang ăn gì đây? Anh mẹ. Rồi, xong 11 mà ăn. Sinh nhật là phải ăn một miếng đó. Bà. Làm gì mà không thơm. Giống ông không? Giống không? Hai lựa là chính xác luôn. Giống rồi đó. Bước tiền trong lông chen le. Chúc anh ngày càng đẹp vậy. Áo đâu đẹp vậy? Tôi mua hả? Áo phường hả? Áo đẹp á. Tôi mua hả? Là 300. 3 vậy? 300 hả? Chính xác á, của đàn bà mà. Chứ không phải của con gái. Ồ, mất tiền vun lung vun đi. Mất tiền trong lòng sen len. Mệnh đi. Mở quà đi. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Welcome 11. Cái gì? Con Bảy ngồi yên coi con Bảy. Em kêu mà không có hồn. Tao kiểm tra, Út cười lên coi. Nghe lại đi. Thế từ từ. Đi mà không lại. Nó cười mất giác luôn. Nhún 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 nhún. Ở trong có đồ không 11? Thấy còn không biết mất. Ăn ngoài ăn nếu được. Em về mà không thâu á. À đi đây. Anh đã. Đã bánh. Đó, có theo chữ số 11 ở trọng rồi đó nha. Khỏi bị ăn cắp. Ê nè, đây nè. Hồi đó học cô giáo nghỉ giữa đường hả? Thôi, ở còn.
Còn hai cái áo thun của Tám tặng nha. Hai áo đó của Tám á. Tám chỉ quan tặng cà tôn dễ thương ghê luôn á. Mày đẹp quá vậy. Trời, mất cái chừng mất. Mày đẹp quá vậy, nó thiệt á. Ê, giống cái con giống Lý Sờ. Ờ, mặt cái kia cho Bành. Ờ, giờ hơn Lý Sờ của Nam anh. Ồ, đẹp quá vậy. Không đẹp thiệt á. Rồi, mai màu đó thì đóng thi luôn nha. Người nó đang loại áo con của nữ rồi. Ủa? Giờ nó ra được Nam. Ờ, giống cái của em đó chính. Giống của em, mặc của em màu blue. Rồi. Hôm nay đang mặc quần xịt đỏ. Mai muốn mặc đồ cặp ha. Thank you, Tám. Nhưng mà không thuận. Mất tiền vô lông vô liền. Cái số 11 á, hai Phương đang làm gì không? Úc Phương đang trộn nước ngọt đấy. Trộn nước ngọt. Úc Phương đang trộn nước ngọt đó. Mà cái chai chánh nó nằm ở góc kia kìa. Ờ, mừng quá làm sao? Được không? Mỗi lần ra đường cây mừng. Được không? Ờ, đi. Được rồi. Bài có nghĩ. Bài ra mai lá con đi. Hay hay hay. Sáu đẹp kìa. Hai ba Happy birthday 11. Happy birthday 11. Chúc 11 như bé Chính nói đen thêm chút, đẹp thêm chút. Và yêu Chính nhiều hơn chút. Ồ. Ồ, pha đắng quá nha. Ồ, đâu có đắng đâu. Đắng thiệt á chú. Đắng thiệt á. Nhách à. Pha thêm xíu đi. Thật nhách đắng à. Bây giờ nó chạy ra là vừa. Thêm chút khúc đi. Nước ngọt không mà đắng cái gì. Rồi 11 nó lựa ngay Chính không. Con gì? Đấy. Rồi. À, buổi sáng chị Bảy thường thường là dậy không, hôm nay là không có thắt dây nịt đi tắm nhảy giếng nữa, tắm giếng hả? Bơi giếng. Bây giờ chị Bảy sẽ dựng tóc thầm làm anten để bắt sóng chuẩn bị ra quân cho Sáu. Bảy đang rà anten rồi để kiếm được chưa Bảy anten rồi, nhập rồi. Người ta sẽ chải râu. Bây giờ tới chảy đầu.